sách Vahasa Phạm Văn Đồng đặt tại lầu 3 trung tâm thương mại Sen City Phạm Văn Đồng với tổng diện tích hơn 850 m². Ngoài hơn 1.000 bản sách được trưng bày, tại đây còn có hơn 20.000 mặt hàng khác, đa dạng từ văn phòng phẩm cho đến đồ lưu niệm và đồ chơi trẻ em. Trong đó, nhà sách được chia thành nhiều khu vực phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng có lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt, khu vực trải nghiệm rộng gần 100 m², hứa hẹn sẽ là nơi để các bé thỏa sức sáng tạo và khám phá thế giới xung quanh. Những hàng hóa mà hiện tại Vahasa đang kinh doanh tại nhà sách của mình thì đều là những hàng hóa có thương hiệu và lượng hàng hóa nhập khẩu với cái giá rất là cạnh tranh. Đồng thời là về mặt công cách phục vụ thì Vahasa cũng luôn tổ chức rất là nhiều chương trình khuyến mãi cũng như là các cái hoạt động tại các nhà sách của mình, như là trò chơi dành cho thiếu nhi, các khu đọc sách, các khu trải nghiệm. Nhân dịp khai trương, từ nay đến ngày 8 tháng 2, nhà sách Vahasa Phạm Văn Đồng sẽ khuyến mãi lên đến 50% với hàng ngàn sản phẩm. Đặc biệt, khi mua hàng từ 50.000 đồng trở lên, quý khán giả sẽ nhận ngay quà tặng lưu niệm độc đáo.